Mày rửa rau, mày luộc rau, mày dựng xe, mày kiểm bếp xe, bà rửa bát, bà hầm xương, bà đổ xôi, bà thì nấu canh. Mày ở đấy, mày ở đây, bà ở kia, bà ở chỗ kia. Bà ơi, nhanh nào. Thấy ngon không? Thế nào? Mà toàn phân, đi ngắt đây này. Hãy nhanh lên, đừng có lề mề. Alo, mày không lên. Chú chẳng luôn ngay hồ anh có vấn đề gì. Nói mày không lên. Về cụ lắp ngược pin ở trong này. Hãy lên hết đây, anh em ta giống như gia đình. Thì phải chơi hết mình, rồi chúng ta cùng lên thiên đình. Hãy lên hết đây, anh em ta phải lên nằm nhà. Mày xuống ngay, họ nhà trai vừa đến rồi. Chúng tôi kính thưa cơ quan viên bốn bên hài hòa. Mời các ông các bà nhắn hướng dương rồi uống nước chè. Chúng tôi kính thưa cơ quan viên bốn bên hài hòa. Cụ xuống đi, để bọn cháu làm chương trình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như vậy là chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc của gia đình họ nhà trai đã đến với sân khấu hôn chụp cưới của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay cũng là những chiếc bền của đất trồng cao cho nhà trồng bé cây trầu ở bên. Đến khi trầu mọc lớn lên, cao xanh ra trái, ta nên vào trồng. Và ngay bây giờ đây xin mời xuất hiện trên sân khấu sự sánh diện của cô dâu Minh Ngài. Quên mất anh phải lấy vợ, vì nhà anh đang nợ tiền, vậy cho nên anh phải hiến thân. Anh buồn lắm nụ ơi biết không, số phận anh giống như thủy kiều, anh phải hiến đời dài của anh cho một người mà mình không yêu. Những kỷ niệm ngày xưa chôn thật sâu trong tim, em không đẹp được như ai kia, thôi anh về kêu người ta mơ. Dẫu bây giờ mà anh có chết, anh cũng không về bên cô ta. Đã sâu lại còn bị dơ hơi, không biết cuộc đời rồi về đâu. Thấy tương lai mịt mờ, trường poly em vẫn thực hiện khi xa anh. Nếu em về thì anh cắn lưỡi, có thương anh thì cho anh theo lên Hà Nội và học cùng em, cố kiếm tiền trả nợ cho u, quyết không lấy vợ giàu. Vài năm sau đã có tô anh quay về quê cũ. Còn nhài năm xưa anh cũng nghe tin cô ấy vừa lấy chồng. Mẹ anh phấn khích sướng vui thấy con trai năm nào lớn khôn. Món nợ đã xong xuôi cũng nhờ em Poly, thì giờ đây anh mới có ô tô đi về. Xóm làng cũng vui hơn cũng nhờ em Poly, thì giờ đây anh mới có ô tô đi về. Anh ơi!